hôm nay chúng ta sẽ đề cập đến một vấn đề mà hiện nay thì rất nhiều các những người theo dõi cộng đồng mạng đều thấy lan truyền, vì là cuối năm cho nên rất nhiều những cái tổng kết, sơ kết rồi là các vấn đề Việt Nam cũng như thế giới. Mà trong cái lễ tổng kết, sơ kết đó thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải có những cái phần thưởng xứng đáng cho những người mà đã đạt thành tích tốt nhất. Như ở Việt Nam thì chúng ta thấy rằng là có rất nhiều những cái việc và những cái ngành cấp hoặc là cá nhân đáng được khen trong cái năm 2020 này. Đấy là những cái thành tích mà chúng ta đạt được trong một năm 2020 đầy khó khăn và thử thách đối với lại đất nước Việt Nam chúng ta. Tuy nhiên là cũng có là những người Việt Nam thì lại được những cái giải thưởng nó trái ngược với những cái giải thưởng danh giá mà được các cơ quan, ban ngành hay là các bộ, thậm chí nhà nước là đã trao tặng cho những cá nhân. Thì đây chúng ta nói về mặt trái của những cái lời khen đó, mặt trái của những cái giải thưởng đó, phải nói khẳng định rằng đó là những cái giải thưởng cô ấy làm sỉ nhục cái những người Việt Nam mà đã nhận được những cái giải mà ở các tổ chức mà gọi là phi chính phủ đã trao. Thưa các bạn, đúng là thời gian gần đây thì đã nở rộ các giải thưởng về nhân quyền của một số tổ chức nhân danh nhân quyền ở nước ngoài đã tôn vinh, trao tặng cho các đối tượng có hành vi hoạt động vi phạm pháp luật, chống phá đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam, đã gây ra rất nhiều phẫn nộ trong quảng đại quần chúng nhân dân, đặc biệt là những người yêu nước ở trong nước Việt Nam chúng ta và những đồng bào đang theo dõi từng bước tiến, từng những cái thành tích của nhân dân Việt Nam chúng ta cũng như kiều bào ở hải ngoại đã đạt được trong năm 2020. Nhưng bọn này thì là những cái bọn mà phản động luôn luôn xuyên tạc và bôi nhọ đất nước Việt Nam, thì chúng lại được các tổ chức nhân quyền trao những cái giải thưởng mà theo chúng gọi là cái thưởng giải thưởng danh giá. Nhưng mà đối với lại người yêu nước Việt Nam, đó là một giải thưởng ô uế, một giải thưởng ô nhục mà cho những người con dân Việt Nam máu đỏ da vàng ở trong nước cũng như ở ngoại quốc. Và hôm nay thì chúng ta sẽ điểm một số cái giải thưởng mà ủy ban cái gọi là mạng lưới nhân quyền Việt Nam đã trao tặng mà cho những người nào từ trước đến nay. Thưa các bạn, là nếu như ấy mà chúng ta điểm lại ở trên cộng đồng mạng và đặc biệt đấy là chúng ta thu được các tin tức, thì chúng ta thấy rằng ấy là có khoảng 15 đến 20 cái tổ chức nhân quyền là phi chính phủ đã luôn luôn cổ vũ khuyến khích những bọn phản động, những bọn chống cộng cực đoan ở nước ngoài cũng như ở trong nước bằng những giải thưởng, mà đương nhiên là những giải thưởng đó là kèm theo những đồng đô la bạc xanh vật liệu. Để chúng đạt được những cái giải đó thì đương nhiên là chúng phải tìm mọi cách để chống phá và làm thế nào xuyên tạc và tạo ra những scandal càng nhiều càng tốt, thì chúng nhanh chóng sẽ đạt được cái giải thưởng như thế. Và chúng ta không lại gì những cái tên tuổi mà chúng ta sẽ kiểm điểm sau đây, ta điểm lại sau đây và cái thành tích bất hảo của chúng trong cái việc chống lại đất nước Việt Nam. Ngày 21 tháng 11 năm 2020 ở bang California của Mỹ, chúng ta luôn luôn phải nói đến Mỹ, là tổ chức có tên là Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam đã tiến hành là trao giải thưởng năm 2020 cho một số cá nhân và tổ chức mà họ nói rằng có thành tích trong quá trình đấu tranh dân chủ nhân quyền ở Việt Nam. Năm nay giải thưởng trao cho hai cá nhân là Nguyễn Năng Tĩnh và Nguyễn Văn Hóa. Chúng tôi sẽ phân tích ở những cái chương trình sau về hai nhân vật và năm nay đã được trao, cái Ủy ban Nhân quyền Việt Nam đã trao cho họ những cái giải thưởng ô uế như thế nào và hoạt động của chúng là sao. Và một tổ chức đó là Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam. Chính thưa các bạn, là Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam thì tổng biên tập vừa rồi là Phạm Chí Dũng và phó tổng biên tập cũng như là thư ký tòa soạn thì đã đang nằm ở trong trại giam.
và đã lĩnh những cái án bản án thích đáng thì đáng. Vì thì bọn này á là trong năm 2020 vì hoạt động tích cực mà cho nên chúng được vào trong nhà đá để bóc lịch, và ở ngoài thì cái bọn phản động lại tuyên dương chúng mà đó là những nhà đấu tranh dân chủ nhân quyền, có tính chất là mang lại cái cuộc sống tốt cho nhân dân Việt Nam. Thì đấy là cái luận điệu tuyên truyền của chúng, và cái hoạt động của bọn này thì rất là xảo quyệt, cho nên nhà nước Việt Nam chúng ta đã đưa chúng vào cái trại giam để chúng suy nghĩ lại cái cuộc đời của chúng hoạt động phản dân hại nước để chúng thấm. Tuy nhiên là từ trước đến nay trong giới gọi là đấu tranh dân chủ, nhân quyền, chúng ta nghe nhiều đến các giải thưởng, và những giải thưởng đó thì nằm ở bên ngoài Việt Nam. Một số giải thưởng do người Việt Nam thành lập, một số giải thưởng do tổ chức phi chính phủ nước ngoài và tổ chức dân chủ nhân quyền của quốc tế đứng tên. Việc đánh giá chọn lựa những cá nhân hoặc tổ chức để trao các giải thưởng này cũng gây khá nhiều tranh luận, như là đối tượng nhận giải có xứng đáng hay không. Xứng đáng là xứng đáng theo cái quan niệm của chúng nhé, chứ không phải là chúng ta, đối với chúng ta thì những kẻ này không thể xứng đáng nhận bất cứ một cái giải thưởng nào mà gọi là có danh giá và nhân phẩm, chỉ nhận được những cái giải thưởng là ô uế như chúng ta vừa nói. Giải thưởng này có mang cái tính chất chủ quan, và giải thưởng này đã làm tăng lên, thậm chí là tạo ra sự hiềm khích trong nội bộ của chúng nữa. Thì thưa các bạn, là cái giải thưởng mặc dù ấy đã là một cái giải thưởng ô uế rồi, nhưng mà chúng lại cũng xét duyệt không đúng với lại cái tôn chỉ mục đích chúng đề ra, và thậm chí có những kẻ là không xứng đáng, tức là chưa đạt được cái ngưỡng của những kẻ côn đồ, của những kẻ phản dân hại nước thì cũng đã được trao cái hạng này. Cho nên ấy, những cái kẻ mà hoạt động chống phá kinh điển đối với lệ nhà nước chúng ta, có những cái luận điệu xuyên tạc vu khống đảng và nước chúng ta một cách là quá khích, phải nói là mất hết tính người, thì lại ghen tị với những cái kẻ mà chưa đạt được cái độ như chúng, mà đó là cái độ vô liêm sỉ như chúng, thì vẫn được trao giải. Cho nên trong nội bộ chúng cũng có cái sự đấu đá lẫn nhau. Liên quan đến mạng lưới nhân quyền Việt Nam, đây là một tổ chức được thành lập ngay tại Litea, Sài Gòn, tức là Sài Gòn nhỏ ở Mỹ, và do một số người Việt sáng lập nhằm mục đích khuyến khích, ủng hộ và đấu tranh dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam. Tính từ năm 2002 đến nay thì tổ chức này đã trao giải thưởng cho khoảng 47 cá nhân và 4 tổ chức. 47 cá nhân chống phá cách mạng, xuyên tạc đường lối của Đảng và nước chúng ta, bôi nhọ Đảng, nhà nước cũng như là nhân dân chúng ta, thì đã được trao cái giải ô uế này, giải thưởng ô uế này của tổ chức nhân quyền Việt Nam. Điểm qua danh sách được trao giải thưởng thì có thể thấy có các tên cộm cán sau đây. Thứ nhất là Nguyễn Văn Lý, trong đó tôi sẽ phân tích sâu vào Nguyễn Văn Lý. Nguyễn Vũ Bình, Lê Chí Quang, Nguyễn Đăng Quế, Lê Quang Liêm, Hòa Thượng Thích Quang Độ, Quảng Độ, Mục sư Phan Văn Lợi, Nguyễn Chính Kết, Lê Thị Công Nhân, Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Bản Nguyệt San Tự Do Ngôn Luận, Trần Khải Thanh Thủy, Nguyễn Công Chính, Cù Huy Hà Vũ, Tạ Phong Tần, Huỳnh Thục Vi, Cấn Thị Thêu, Luật sư Võ An Đôn, Trần Huỳnh Duy Thức, Nhạc sĩ Việt Khang, Nguyễn Bắc Tuyền, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, blogger Ba Sàm, Nguyễn Hiếu Vinh, Đặng Minh Mẫn, Phạm Đoàn Trang, Lê Công Định, v.v. Qua các tên tuổi này thì chúng ta thấy là đa phần những người được trao giải đều có bản án. Một là đã ra tù, một là đã hết hạn tù hoặc là được nhà nước chúng ta ân xá, ra chức tù, ra chức hạn. Hai là đang bị giam giữ hoặc đang bị khởi tố, chưa xét xử. Giải của mạng lưới nhân quyền Việt Nam nói rằng họ dựa trên 4 tiêu chuẩn để trao giải. Các bạn chú ý 4 cái tiêu chuẩn của bọn chúng là gì nhá. Thứ nhất là ứng viên phải sống, phải còn sống, hay là tổ chức đó phải đang hoạt động ở Việt Nam.
Cái tổ chức này là chưa chết hẳn mà còn đang hoạt động ở Việt Nam, và những cái thành viên của nó là vẫn là còn sống chứ không phải là đã chết rồi, thì những cái thành viên đó. Thứ hai là những hoạt động cho dân quyền và những cá nhân hay tổ chức đó phải có tính cách bất bạo động. Bất bạo động có nghĩa là không dùng vũ lực mà là chỉ tuyên truyền, nói xấu, xuyên tạc, bậy bạ, kể cả là hạ bệ thần tượng, mà rồi là nói xấu Bác Hồ, xuyên tạc sự lãnh đạo của Đảng. Nói tóm lại là những cái gì bị ổi nhất thì chúng có quyền làm, nhưng chỉ không được là đánh lựu đạn hay là gài bom mìn, phá hoại các công trình, bởi vì chúng không thể thoát khỏi cái bàn tay của an ninh Việt Nam. Cho nên khi chúng gây ra những tội ác đó thì an ninh Việt Nam sẽ rất dễ dàng là chỉ mặt và đặt tên những cái tổ chức đó. Cho nên chúng chỉ đưa ra là yêu cầu chỉ là tuyên truyền để xuyên tạc cái đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Làm thế nào càng hạ thấp cái uy tín của Đảng và Nhà nước Việt Nam trên trường quốc tế thì cái thành tích của chúng thì lại càng nổi bật. Thì đấy là một cái tiêu chuẩn thứ hai mà chúng đề ra. Tiêu chuẩn thứ ba để đạt được cái giải nhân quyền, tức là cái giải của mạng lưới nhân quyền Việt Nam với cái thành tích bất hảo, là thứ ba là các hoạt động của tổ chức cá nhân đó phải tạo được ảnh hưởng tích cực cho cuộc đấu tranh nhân quyền, tức là phải có một sự ảnh hưởng, phải tạo ra một cảm hứng cho những người khác hoặc là một hình mẫu. Thưa các bạn, cái này thì quá rõ rồi, bởi vì những cái kẻ mà chống phá xuyên tạc đường lối của Đảng, những chúng ta chưa được là bầu chọn vào cái ứng cử của cái giải này thì chúng phải nghĩ ra nhiều chiêu trò. Xin lỗi các bạn, là cả chiêu trò là tụt quần áo mà diễu hành ở bộ thì chúng cũng làm, bởi vì cái đồng tiền đô la bẩn thỉu ấy nó đang kêu gọi chúng. Nếu chúng đạt được cái chỉ tiêu mà các tổ chức này đưa ra thì chúng là quán quân và chúng đạt được cái giải này, đồng nghĩa với chúng đạt được tiền để chúng mưu sinh. Cho nên cái nghề của chúng, ngoài cái việc ấy, mà hàng ngày, hàng tháng chỉ dình những cái sự kiện của chúng ta tổ chức, ví dụ như các đại hội đảng, đại hội công đoàn hay là một cái dịp nào lễ của chúng ta, thậm chí là những cái ngày lịch sử vinh quang của chúng ta, kỷ niệm ngày tuyên ngôn độc lập hay ngày chiến thắng Điện Biên Phủ hay ngày giải phóng miền Nam, thì chúng luôn luôn rình rập những cái thời điểm đó để chúng làm thế nào để quấy rối cái cuộc sống an bình và cái bôi nhọ cái thể chế của nhà nước Việt Nam chúng ta. Cho nên ấy, kẻ nào cũng muốn tức là tạo ra một cái scandal xấu để lấy cái thành tích, kể cả chúng bán cả lương tâm và nhân phẩm, vùi dập cả cái danh dự của gia đình và họ hàng chúng vẫn cứ làm. Ví dụ như là bây giờ là lột hết quần áo, mà cái dân tộc phương Đông của chúng ta đâu có cái chuyện đó. Chúng ta phải là những người mà có lịch sử, có văn hóa, nhưng mà trước ấy là tượng Lý Thái Tổ, trước cái đông bàn dân thiên hạ ban ngày ban mặt mà chúng lại dám thoát y để chúng ấy dương biểu ngữ, thì đấy là một cái thành tích mà để chúng ấy tâu lên cái Ủy ban Nhân quyền Việt Nam này, để chúng đạt được cái danh hiệu là một người đấu tranh dân chủ và nhân quyền. Thì đây là một cái trò phải nói rằng là chúng đưa ra cái này để khuyến khích và cho những cái kẻ mà chống cộng cực đoan cũng như là bọn phản động trong nước cũng như ngoài nước để đạt được cái mục tiêu đó, thì phải tạo nên những cái gì làm hình mẫu, tức là người nào chưa làm thì chúng làm, không từ một thủ đoạn nào. Thì đây là cái tiêu chuẩn thứ ba của chúng. Tiêu chuẩn thứ tư của chúng đề ra đó là các cá nhân hay tổ chức đã chịu nhiều sự hy sinh, trải qua gian khổ khi đấu tranh dân chủ nhân quyền. Đây là một cái rõ ràng là tập hợp những kẻ lưu manh, những kẻ là phản dân hại nước
mà có thành tích nhiều nhất và đã bị ấy, là an ninh Việt Nam sờ gáy đến cảnh cáo rồi là tạm giam xét hỏi để giáo dục răn đe. Những kẻ nào mà đạt được nhiều cái thành tích đó thì chúng đưa vào danh sách ứng cử. Cho nên chúng càng tạo ra nhiều những cái vụ việc mà được cái công an an ninh mời lên giáo dục, lập biên bản hay là cảnh cáo, tạm giam thì chúng sẽ đạt được cái mục tiêu thứ tư này. Đó là các cá nhân hay các tổ chức đã chịu nhiều sự hy sinh và trải qua nhiều gian khổ khi đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền. Ở chúng ta hiện nay thì không thiếu những kẻ đó. Những kẻ là vô học thì đã đành rồi, nhưng mà những kẻ có học, bằng cấp Hà Nội được nhà nước trọng dụng thì bây giờ cũng lao vào cái con đường để cố phấn đấu được cái giải nhân quyền, đồng nghĩa với được là những đồng đô la bẩn thỉu mà cho chúng mưu sinh. Thì đây là cái tiêu chuẩn, bốn cái tiêu chuẩn mà chúng sẽ bình chọn hàng năm. Tuy nhiên cách họ chọn để trao giải hàng năm cũng bị đánh giá rất nhiều. Thí dụ năm 2012 trao giải thưởng cho Tạ Phong Tần với số tiền khoảng 3.000 đô la, nhưng sau đó Tạ Phong Tần trả lại giải thưởng và nói rằng không muốn nhận vì cách tuyển chọn của tổ chức này. Tức là có thể Tạ Phong Tần chê rằng là cái thành tích của Tạ Phong Tần lớn như thế, chống phá đảng và nhà nước lớn như thế, thế nhưng mà lại trao được có 3.000 đô la, thì có thể Tạ Phong Tần nói rằng là cái tổ chức này bình chọn là không đúng, có nghĩa là tiêu chuẩn của hắn đáng nhẽ là phải được 10.000 hay là 20.000 đô la cả, nhưng được có 3.000 thì Tạ Phong Tần lại trả lại. 3.000 đô la đối với Việt Nam chúng ta thì lớn, nhưng mà đối với lại nước ngoài thì là quá nhỏ. Có khi là mua con chó cũng đáng là 3.000 đô la, chứ không phải là một cái giải thưởng như thế ở bên Mỹ. Và tiếp theo nữa là hay trong trường hợp của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức là người ta gọi là mẹ nấm đấy, mụ nấm đấy, được trao giải thưởng năm 2015 với số tiền lên tới là 50.000 đô la, 50.000 euro, thì nó lớn hơn cái 50.000 đô la bởi vì cái đồng tiền giá trị của euro nó lớn hơn cái đồng tiền USD. Khi đó có ý kiến nói rằng giải thưởng này thuộc về tổ chức mạng lưới broker, tức là thuộc về mạng lưới broker tại Việt Nam chứ không phải là của riêng của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Tức là cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh chỉ là một trong những thành viên của mạng lưới đó. Nguyễn Ngọc Như Quỳnh chỉ là một thành viên của mạng lưới đó, cho nên mới được trao cái giải thưởng 50.000 euro. Nhưng đấy là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã lấy toàn bộ cái số tiền đó và không chia cho những cái thành viên khác, cho nên cãi vã nhau. Và tổ chức đó mới đáng được thưởng, nhưng Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã nhận tiền và sử dụng cho mục đích cá nhân. Đấy, rõ ràng là tham ô trong cái sự bẩn thỉu. Cái đồng tượng bẩn thỉu đấy đã ra rồi, nhưng mà cái hành động của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh thì lại bẩn thỉu chính với những cái đồng tiền bẩn thỉu đó. Như vậy là bẩn thỉu kép, đúng không? Thì cái giá trị của cái giải thưởng đó, cái giá trị của cái đồng tiền đó nó càng ấy, trở nên ô uế gấp trăm lần. Cho nên nhiều người nói là cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đâu có xứng đáng, đâu có hoạt động gì mà tại sao lại được cái giải thưởng quá lớn như vậy. Thì rõ ràng cái tổ chức nhân quyền Việt Nam người ta không trao cho ngồi riêng Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, mà người ta trao cho tất cả cái mạng lưới blogger ở Việt Nam. Nhưng mà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã ăn bớt và không chia cho các thành viên cùng có những cái thành tích bất hảo như mình, cho nên gây những cái làn sóng đấu tranh và bài trừ, có thể nói rằng là cô lập Nguyễn Thị Ngọc Như Quỳnh như thời gian vừa rồi chúng ta đã biết. Năm nay thì hai cá nhân được giải thưởng của mạng lưới nhân quyền Việt Nam, thì Nguyễn Đăng Tĩnh là một tù nhân hiện giờ đang chấp hành án ở Việt Nam. Ngày 20 tháng 4 năm 2020, tại trụ sở Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án Nguyễn Đăng Tĩnh phạm tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc
tuyên truyền thông tin tài liệu nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định tại điều 1 khoản 1 điều 117 Bộ luật hình sự năm 2015 và giữ nguyên mức án sơ thẩm là 11 năm tù. Đối với đại Nguyễn Đăng Tính thì hiện nay đang nằm ở trong kháng bóc biệt mặc áo tù và ăn cơm cân. Kẻ thứ hai là Nguyễn Văn Hóa cũng đang là tù nhân. Tháng 11 năm 2017, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt Nguyễn Văn Hóa 7 năm tù giam và 3 năm quản chế về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo khoản 1 điều 88 Bộ luật hình sự năm 1999. Đấy là hai cá nhân. Còn tổ chức ấy, gọi là Hội Nhà báo Độc lập của Phạm Chí Dũng vừa rồi đấy ạ. Thì chúng ta đã biết trong đó Phạm Chí Dũng là chủ tịch và đã bị bắt ngày 21 tháng 11 năm 2019. Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam và hiện nay đã xét xử với mức án thì chúng ta đã biết rồi, hơn 10 năm tù. Và cái tội phạm vào cái điều 117 Bộ luật hình sự năm 2015. Và tổ chức này đã bị bắt, trước kia đã bị bắt rất nhiều chứ không phải là chỉ có riêng một mình Phạm Dũng, ví dụ như vừa đây là phó tổng biên tập, phó chủ tịch và thư ký tòa soạn của cái gọi là Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam. Vâng, thưa các bạn, nhà nước Việt Nam cho rằng các giải thưởng gọi là dân chủ nhân quyền là các thủ đoạn nhằm giúp cho các tổ chức chống cộng và để hợp thức hóa việc cung cấp tiền bạc cho những người ở trong nước, ở Việt Nam và o bế họ, khiến họ lầm tưởng rằng họ có quyền lợi như để lọt vào danh sách để hưởng trợ cấp của tổ chức HRV, tức là theo dẫn dõi nhân quyền quốc tế chẳng hạn. Người trong Việt Nam cần phải có hồ sơ cá nhân kèm theo danh sách và bài viết đáp ứng được những nhu cầu tiêu chuẩn do HRV đưa ra, và để đáp ứng những tiêu chuẩn đó thì rất dễ vi phạm vào pháp luật Việt Nam. Vâng, thưa các bạn, cái tổ chức nhân quyền Việt Nam này thì nếu như được cái giải của tổ chức nhân quyền Việt Nam này thì sẽ được xét là được giải thưởng mà HRV, đó là cái giải thưởng ấy theo dõi nhân quyền quốc tế. Mà chúng ta biết rồi, theo dõi nhân quyền quốc tế là một cái tổ chức phi chính phủ do một số cá nhân tổ chức ở một số nước thành lập ra và hàng năm trao giải cho những kẻ mà đó có công chống lại chính quyền hợp hiến hợp pháp ở các quốc gia mà không thân với phương Tây và không thân với Mỹ. Đặc biệt là không thân với Mỹ thì dưới bàn tay nhào nặn của CIA, họ sẽ tìm cách để lật đổ các chính thể của các quốc gia đó. Và ví dụ thì chúng ta kể nó như ấy là lá rụng mùa đông, không thiếu gì những cái tổ chức, những cái cá nhân mà được chính phủ Mỹ bật đèn xanh chống lại các nước đó, gây bất ổn ở các nước đó. Thì đây là một cái tổ chức, một cái giải thưởng có thể nói là rất là ô uế. Bây giờ chúng ta sẽ điểm lại một số cái thành tích bất hảo của một số kẻ từ trước đến nay đã được cái giải thưởng này. Đó là cái giải thưởng nhân quyền của tổ chức nhân quyền Việt Nam. Chớp ngân thu.